Ve vàng không kén mẫu, tuy nhiên đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao để thực hiện. Cái khó nằm ở khâu thiết kế ngay từ ban đầu. Khi phác thảo, người nghệ nhân đã phải tính toán kỹ lưỡng xem chỗ nào nên vẽ vàng, chỗ nào thì lên khoe sứ. Những tính toán này sẽ tạo ra sự khác biệt giữa những sản phẩm tinh xảo được đầu tư vào thiết kế và những sản phẩm đạo nhái thông thường trên thị trường.